Quả gì con? À dạ, đây là ba của mình nè mọi người. Ba chào mọi người đi. Suốt ngày à? Học hành không lo chút ngày. Anh sao mà đang quay câu view thì với cái view làm. À không phải, ba em nói vui vậy thôi chứ không có gì. Dạ. Đó, chú Lâm đi nha mọi người nha. Đợi chút nữa. Làm lại lần nữa nha. Dạ rất ổn quán cà phê nha mọi người. Đi vô cái hẻm cái quẹo vô là thấy liền nha. Ủa này hết pin rồi. Gì vậy con? Ôi chết rồi. Thôi dẹp giùm tôi cái đi. Cho mượn điện thoại đi. Ba không có rảnh nha con nha. Ủa chú Lan mày đâu? Đi đâu sáng giờ gọi hoài không nghe máy luôn anh. 5-6 tháng trời ba anh em kết nghĩa mới mở một cái quán này làm coi gọi là khởi nghiệp mà tới bây giờ này vắng như một cái chùa. Vắng đâu mà vắng, người ta đang cố gắng để mà kêu gọi tới quán này mà ba cái gì bác cũng không ủng hộ, không ủng hộ. Khách người ta nói hả, tới đây đợi 15 phút mới có ly nước đủ thì dở. Anh nói làm sao vậy? Cái chuyện pha nước là chuyện của tôi à, mà bây giờ anh về anh nói anh Lan đi, tôi cần nguyên liệu mà không có làm, không có mua, lấy đâu ra làm. Chính xác, con cũng thấy vậy đó. Chú Lan chú đi đâu suốt ngày đó, chú có ở đây đâu mà biết. Mỗi người một chuyện, hả? Tôi lo cái quán. Con là PR cho quán nè. Hình ảnh của con nè, sắp sửa nè, sau này mà con học được làm minh tinh là xin lỗi ba chứ. Rồi ba phải bỏ tiền cho con để con đầu tư con PR cho bản thân mình, để live stream cho ba. Con lo tập trung học giùm ba đi nha. Riết rồi thấy đầu tóc nè. Đừng có đụng vô đầu tóc của con. Trời ơi luôn. Trời ơi là trời. Nó lấy cái mền nó tước ra nó cột vô đó. Mày cho nó uống mấy cái nước pha chế mày riết nó bị điên thấy không? Hả? Anh sao á, nó chuyện dán ghê quá. Quán xá là dán quà. Nói với anh gọi ông Lan về nhập nguyên liệu cho em đi. Gọi rồi. Con đã nói với má rồi. Lần này là con quyết định sẽ đi tìm tình yêu. Khách vô. Năm rồi con sống với má để tròn chữ hiếu đạo rồi. Má phải biết nghĩ cho con chứ. Má ai tới nhà má cũng chê, ai tới má cũng không chịu. Má nói là nhà mình giàu quá, người ta không muốn đăng hộ đấu với gia đình mình. Đó, má chê riết mà bây giờ con của má 40 tuổi đầu mà không có một người nào yêu hết trơn á trời. Rồi con sống vậy hoài sao? Sao con chịu được? Họ khách uống gì? Má phải biết nghĩ cho con của má chứ. Họ khách uống gì? Má đừng có sợ con bị gạt, con nói chuyện. Cô uống gì vậy cô? Đang nói chuyện thổi xíu nữa đi. Má đừng có sợ con bị gạt. Con từng tuổi này rồi, con không gạt người ta thôi, ai mà gạt được con? Đúng. Bây giờ má đừng nói nữa. Con sẽ đi tìm tình yêu đích thực của con. Vậy đi. Đúng. Má gì đâu mà nói hoài không nghe thiệt. Tôi đâu có sống đời mà tôi nói má tôi hoài. Đúng lắm chị. Má không nghe thì thôi, mình đừng nói chuyện với má nữa chị. Ta cứ lộ mắt gì coi. Không có gì. Quán bán cái gì? Bán cà phê. Bán cà phê thì dạ. Bán cà phê ra chứ hỏi gì. Quán gì kỳ cục vậy? Dạ chị bớt giận, okay. Chị bớt. Không bớt giận gì hết á. Quán tên gì? Dạ. Bất ổn hả? Tôi bước vô là tôi thấy cái quán này bất ổn ngay từ đầu rồi. Buôn bán được thì buôn bán, không bán được thì nghỉ đi. Xe cái vỏ tôi đâu rồi? Cái vỏ tôi đâu? Đưa đây. Quán gì đâu mà kỳ
cục mà. Ủa vô thì bán cái gì thì bưng ra cho khách chứ hỏi hỏi đủ cái menu vô mặt người ta làm nè, sao? Nè, bưng cà phê ra cho chị đi con. Bưng cà phê ra cho chị. Gì nữa chứ trời á. Để tôi qua cái quán Nam Vi bên đường tuốt. Nghe chị ơi. Ủa? Mình có làm cái gì sai không? Cái bà này hình như bà mới ly dị chồng hay chồng chửi gì nè. Vô quán người ta chửi xối xả không kêu được một ly nước. Trời ơi, phí ly nước ghê luôn vậy giờ sao? Chú có làm gì đâu, chưa làm mà. Không sao, không sao. Bởi vì hai bán vậy sao mà bán là nó khó khăn lắm. Trời ơi, ly nước chưa ai uống, con uống luôn nha. Được. Ôi. Ủa? Lan, đi đâu vậy? Quán không có khách hả? Tôi nói anh nhập nguyên liệu, anh nhập chưa? Đừng nói chữ nguyên liệu với tôi ở đây. Sao, anh Lan, anh đi đâu vậy? Giờ không có nguyên liệu sao mà bán, tôi phải có... Trời ơi, bây giờ quán không có doanh thu làm sao mà nhập nguyên liệu, tiền đâu mà nhập? Thì phải liệu cơm gấp mắm, cái nào nhập chút xíu, cái nào hết nhập tiếp. Anh nói câu đó tôi giận anh đó. Gì nữa? Anh kêu tôi liệu cơm gấp mắm, từ cái ngày mà anh em mình bắt đầu bỏ vốn vô đây đầu tư. Anh 80%, tôi 15%, thằng Lâm đó 5%, là 100%. Con gái anh không có hùng đồng nào hết. Mà vừa mới bỏ tiền vô cái khâu đầu tiên là phải mua cái điện thoại mới cho nó là sao? Ủa? Gia đình gì kỳ vậy? Chú Lan, không nhờ con á thì làm sao mà người ta biết đến cái quán này? Cái điện thoại của con không á là bằng một nửa cái quán rồi. Rồi kêu nhập nguyên liệu, nhập cái gì? Tự nhiên chửi à? Không có phải là chửi. Đi về cái chửi người ta. Xong mấy bữa trước người ta làm rồi, ông có nói này. Thôi mà. Chú luôn. Thôi, con, đi đâu? Gái tôi á nhìn nó vậy chứ mỏng manh lắm, ai nói gì là hai câu lớn tiếng nó giận hả? Có tiền chưa? Con gái bà từ nhà tới 3 tháng rồi đó. Thắm ơi. Dạ. Thắm ơi, chú Hụt đây đây. Vô cái gì vậy? Mời chị vô ghế ngồi, mời chị ghế ngồi. Xin mời. Cầm cái quán mình á, đẹp trai nhất mà kiểu cọ nhất là chị con. Chị muốn ngồi bên đây à? Lâm con. Mời chị, đây là chị ạ. Chỉ có Lâm nó mới thể lo được cái kèo rồi thôi. Bởi vì đẹp trai là thường thường sẽ được tha thứ. Rồi, ở lại phụ chú, âm nhạc đi. Hai chú cháu con nhé. Dạ, chào cô. Em giỡn á, chào chị. Trời, lâu ngày quá mới thấy chị qua đây. Trời ơi, nói chuyện bộ đồ gì mà đẹp dữ. Thôi. Âm nhạc và vũ đạo mới thắng được. À, ok. Chú Lâm, vô. Đổi nhạc nha. Đổi nhạc. Uống nước chưa? Uống nước đi mà. Chị muốn gì nữa không? Để em rất tiền cho. Tưởng đâu là bài mấy cái trò hả? Nhảy múa sexy ra rồi dụ được tôi hả? Xin lỗi nha. Nhìn cũng ngon đó mà hơi no rồi. Trời, chơi lại chú ơi. Chú vậy là chết từ trước. Không được rồi. Chị yên tâm, nói chơi thôi. Chứ anh em tôi là tiền sẵn sàng rồi. Anh Út còn đang giữ. Anh Út ơi. Cái gì? Tiền đâu ra? Tôi có biết không? Liệu. Tại vì em biết sao không? Tụi anh đang dùng tiền đầu tư bất động sản á. Hả? Tụi anh đang tính mở một cái chuỗi cà phê ở bên... Tại sao bạn lấy tiền? Anh lấy tiền mấy anh em Hùng đi... Không có tiền đang nói tầm bậy tầm bạ mày cứ ngồi vô thôi. Tụi anh đang chuẩn bị mở một cái chuỗi cà phê rất ổn ở toàn quốc. Sắp tới mình làm ở đâu đầu tiên? Buôn Mê Thuột, ngay khu phủ cà phê. Đúng rồi. Nói nghe nè. Tiền nhà của cái quán rất ổn này á, 3 tháng rồi chưa có trả. 15 triệu một tháng nha. Ở đó mà đòi đi thuê cái chỗ khác ở đâu? Buôn Mê Thuột hả?
Làm gì có chuyện đó. Chị Liễu, số là vậy nè chị Liễu. Không phải là tụi tôi thiếu tiền, thiếu bạc gì đâu. Thật sự ra lúc mà anh em bắt đầu... Khoan, con xin lỗi Đoàn này. Mình đâu có lỗi gì với người ta. Tại sao chú phải chấp... Thiếu người ta 3 tháng, nghe thiếu người ta 3 tháng, mày bớt nói giùm ba con. Thực ra là Liễu, anh nói em nghe là cái vấn đề là sổ sách thôi. Lên chuẩn bị sổ sách. Có luôn. Nói vấn đề về sổ sách thôi, chứ tụi anh đâu có thiếu tiền đâu. Đó, cho nên là... Cái gì? Không thiếu tiền đâu là sao? Má tôi kêu tôi qua đây đòi tiền 3 tháng, mà giờ mấy người nói là mấy người không thiếu tiền đâu là sao trời? Một tháng rồi thôi Liễu. Chỉ cần một tháng rồi thôi. Anh em tôi sẽ chuyển cho Liễu trước 1 năm. Một tháng rồi. Với những cái nguyên liệu này, tôi nghĩ là bây giờ mấy người mở thêm 1 năm nữa, mấy người sẽ lỗ thêm một đời. Mấy người á, lo trả cái mặt bằng này lại cho tôi để tôi còn cho người khác người ta thuê nữa. Hay là mình sang quán đi ba. Trời. Không được, không được sang quán. Cái bà này chưa đủ sao thêm bà này nữa. Cô mới đi siêu thị về hả ba? Ừ, chắc vậy. Bao nhiêu tiền? Gì vậy? Bao nhiêu tiền mà đòi đuổi người ta ra khỏi cái quán này? Ai vậy? Không cần biết tôi là ai. Không cần biết tôi từ đâu. Tôi sẽ chuyển khoản cho cô 1 năm tiền nhà. Ủa, ai vậy? Được. Cho số tài khoản đi. Ủa, có phải cái bà khách hồi nãy vô mình không? Bà đó, nhưng mà bà là ai? Ngân hàng 7 nụ. Rồi, xong rồi đó. Kiểm tra đi. Nút hay quá trời. Cái gì? Bán cổ đông đúng không? Hay. Từ nay về sau đừng làm phiền cái quán này bạn nữa. Bạn ba hả? Nhớ chị không giới thiệu nha. Chị hai. Sang nhượng cổ đông bớt thiệt. Đúng. Chị hai. Tôi con một. Trời ơi, em nói chị nghe, hồi nãy em thấy chị bước vô đây á, cái dáng đi của chị là em biết chị cũng có tiền. Trời ơi, nãy giờ em đứng em nói chuyện với chị vậy thôi, chứ em thấy cái mụp rùi của chị á là nó cũng giống giống của em. Em biết trời chị là chị người có tiền. Chị xe ra giùm đi. Con nghe đâu, chị đi về đi. Làm việc hăng sai lên chị nha. Chị đi về đi, bye bye chị đó. Ôi, thương quá à. Bao nhiêu tiền đâu mà làm khó làm dễ người ta. Cổ đông mới hả Đúc? Vậy mà không báo cho anh em mừng. Đâu có. Hả? Đâu có. Là sao? Không biết. Chị bạn ba em đúng không? Vâng. Đó, đúng không chị? Trời ơi, chứ chưa gì hết mà chị hỗ trợ cho gia đình em vậy. Trời ơi, phải nói là biết ơn. Bà còn không biết. Làm sao? Ủa, không biết, không phải luôn hả? Bồ mày hả? Không, bồ em chi mà xấu dữ vậy? Ủa, sao kêu là cổ đông với mình? Em tưởng là cổ đông, anh chuyển nhượng cổ đông chứ. Lần đầu tiên gặp luôn đó. Trời đất ơi. Ủa, sao mà tự nhiên bỏ ra 200 triệu để giúp đỡ vậy? Thôi chừng nha, thôi chừng nha. Muốn cái này lừa, để mà... Lừa gạt đó, lừa gạt đó. Lừa gạt hả? Lừa gạt sao? Lừa gạt sao mà đưa tiền cho mình kỳ vậy? Nhìn bạn, cho mấy người bán con qua biên giới mà. Mọi người cũng không cần phải ngưỡng mộ tôi đến mức như vậy đâu. Cũng chỉ là tiền thôi mà. Từ nay về sau chúng ta là một gia đình. Anh Út. Anh Út. Ủa, sao biết tôi anh Út? Tôi biết chứ. Anh Út hào hiệp. Dạ, chào anh. Tôi rất là thích cái sự hào hiệp của anh. Đằng sau anh là anh Lâm. Ủa, sao chị biết tên tôi? Tôi biết chứ. Chúng ta là gia đình mà, tôi phải biết tất cả mọi người chứ. Đây là bé, nó tên gì nhỉ? Thắm. 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 Chào con gái. Chào cô. Từ nay về sau chúng ta sẽ là một gia đình. Chúng ta là một gia đình à? Đúng vậy đó. Rất là hân hạnh được gặp cô. Trời ơi. Ở đây có chỗ nào cho tôi quá. Ngủ lại? Sổ nè. Hả? Sổ sách nè. Xong chưa? Xong rồi. Yên tâm, không cần sổ sách nữa. Ủa? Có Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân là sao? Kìa. Ai mạnh dữ vậy? Trời ơi. Chị uống nước, chị đâu? Uống nước chứ. Mạnh Thường Quân là đây làm gì? Trả tiền cho mình 1 năm trời, 200 triệu. Trời ơi. À chị ơi. Nếu... Ôi trời.
Ủa gì vậy? Gì vậy? Anh còn tính trốn tránh em đến khi nào nữa hả Lan? Anh có biết là em vất vả lắm em mới tìm được anh không Lan? À, người yêu của chú Lan. Người yêu, người yêu. Anh Lan. Oh, wow. Tại sao em tìm thấy chỗ này vậy Điệp? Tại sao? Em đi về đi. Không, em không về. Tôi không xứng với em đâu. Không, không. Em về đi. Em không về. Trời ơi, đau lòng quá. Lan à, có chết em cũng không về. Không. Em đã từ má em rồi. Hả? Em chạy về đi, chạy đi. Chạy ngay đi trước khi mọi việc càng tồi tệ hơn. Không đâu. Em đã nói với má em là em sẽ đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Và bây giờ đây, em sẽ không bao giờ để lạc mất anh nữa đâu. Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi, ở lại. Anh Lan à. Ở lại đi, ở lại. Trời ơi, lại đi. Tôi đẹp quá. Chị đẹp ơi. Gia đình, như em gái của ta mà vô. Đừng. Sao mà chị khổ dữ vậy chị đẹp? Thắm ơi. Dạ. Dọn phòng cho chị đi con, dọn phòng cho chị. Dạ, rồi, để uống gì? Lên đi, lát anh. Lên phòng. Em ở chung phòng với anh Lan luôn hay sao? Lên, cho chung phòng với anh Lan luôn nha. Lên. Đây, để vô, xếp phòng cho, vô. Út ơi, Lâm ơi, Út. Trời ơi, mọi người ơi. Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu mọi người ơi. Tôi và cô ấy là một mối tình đầu của nhau. Tôi 20, còn cổ thì 22. Người ta nói nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Chuyện tình của tôi tốt được có một năm thôi thì sóng gió ập đến. Gia đình cô ấy giàu có nên khinh khi gia đình của tôi, xúc phạm gia đình tôi. Làm con trai mà không thể chịu nhục được, tôi quyết định chia tay lên thành phố lập nghiệp. Ngày tôi bỏ đi, tôi có một lời thề: khi nào công thành danh toại, tôi sẽ về quê tổ chức đám cưới rình rang rước nàng về dinh. Và cứ thế, tôi đã giữ lời thề được hơn 20 năm rồi. Đó, chuyện tình cảm của tụi tôi là vậy đó. Vậy là mày bậy rồi. Con Điệp dễ thương như vậy mà mày bỏ rồi mày đi 20 năm. Phải gì nó không có thương ha. Ủa nhưng mà bây giờ người ta lên lại rồi, người ta giúp đỡ mình vậy thì có gì đâu mà để buồn như vậy ta. Trời giờ ơi. Hai người lên đây sống hạnh phúc được thôi gì đâu. Em không có phải đàn ông. Gì ba? Một người đàn ông chân chính là khi đã hứa thề là phải giữ lời. Vậy sao không gật đầu đi con, người ta lên tới đây kiếm được vậy không gật đầu đi. Không được. Tôi có một lời thề: khi nào tôi công thành danh toại, trời ơi, tôi mới về dưới. Trời, chắc đợi con gái người ta già rồi mới về hay gì. Lúc bây đó giờ tôi sao? Cũng không bây bỏ giờ, bây giờ sao? Bây giờ anh tính sao? Chị lên đây chị ở rồi giờ sao? Cái chuyện tôi sẽ tìm cách tôi nói Điệp về quê lại. Chứ làm sao mà ở đây được. Ở đây như vậy rồi đòi ngủ chung này kia. Nhưng mà tôi mấy hôm nay tôi ngủ dưới đây không đó. Sao á? Có người thương mình vậy. Không chị? Sao? Nó đang ngủ phòng của Thắm rồi. Lúc đầu là đòi qua ngủ chung á, tôi năn nỉ dữ lắm mới chịu qua phòng của Thắm đó. Cái đó là nó ghẹo mày thôi mày ơi, chắc mày cái hay cái tự hào quá. Giờ con gái người ta bỏ cả thanh xuân 20 năm trời lên đi tìm, mà mày đặt cái thói cái nết lời thề danh dự khi nào thành công, nàng không chừng gặp nhỏ khác đẹp hơn, có bắt đầu theo cái nhỏ đó cái bỏ Điệp. Tôi không phải dạng đàn ông đó. Trong lòng tôi là chỉ có Điệp thôi. Thêm tên anh. Anh nói vậy chứ ok lắm. Tin đó nha. Tôi không cần biết. Tập trung cho cái quán này nè. Ai bày ra mà cái đèn đuốc tùm lum để cầu thang giống như cà phê đèn mờ vậy? Con Thắm chứ ai? Đã không có tiền rồi mà suốt ngày cứ mua ba cái quỷ để vô không à? Thắm! Alo! Trời ơi cô, con đang chạy muốn tụt hơi luôn mọi. Con sắp tới trường rồi, đợi con một chút xíu đi. Dạ. Rồi con có chuyện xíu nha, được chút hồi con gọi lại cho cô. Trời ơi, má làm gì con nha? Con ăn học không theo ai mà con gắn cái đầu màu xanh, màu đỏ, màu vàng như thế gớm vậy á. Thắm, má mắc cười quá, anh đây thời trang của thế giới đó, tự nhiên xanh đỏ vậy. Thắm, cái mền chú của màu xanh coi nè, con tháo cái mền chú không con? Vậy mà. Trời ơi, cái này cô Điệp mới mua cho con đó nè. Không? Cô Điệp còn sắm cho con một cái túi mới rồi nè.
Mọi người thấy sao? Ủa là cái này đi học á hả? Ủa thì minh tinh trên thế giới ai đi học cũng vậy mà. Nè, ba thấy là riết là không được nha. Ba thì rất dễ dãi mà đừng để một ngày đó ba nóng nha, là về quê ở luôn nha chưa? Tự nhiên mắc cái gì rồi để vô rồi ba con chửi con vậy? Chứ cái gì nữa? Tôi nói rồi đó, cứ nhận đồ của cái cô Điệp đi rồi có ngày nha. Gia đình của cô Điệp không phải là đơn giản đâu. Đã. Bỏ ta 20 năm chi giờ lên đây xáo trộn với gia đình này hết trơn. Xáo trộn gì, tôi kêu về từ từ đi. Ai bỏ ai? Hỏi chi chuyện người lớn, không được cái nè. Nè, cậu được cậu về dưới luôn đi. Nha. Sao chú nói con nghe coi, ai bỏ ai dù gì 20 năm vậy? Wow, cảm giác không được thì dắt Điệp về dưới quê luôn đi. Ôi, làm sao mà dắt được trời ơi, người ta giờ cái quán xá làm ăn chưa thành công mà tùm lum chuyện xảy ra hết trơn rồi. Yêu ngày xưa, bây giờ đi bỏ người ta không chịu. Ủa vậy đó hả? Ôi, cái mặt này, cái mặt bỏ người ta nè, cái mặt phản bội nè mọi người ơi. Nè, đó, nè mọi người. Mọi người à. Nha. Con im lặng nha. Con đang quay đúng không? Ủa thì đúng rồi, con post lên trên được, con. Được, con quay tôi nói luôn. Rồi đó, chú nói đi. Cộng đồng mạng thân mến, trời ơi, tôi không phải là một cái người mà dắt tranh bỏ giỏ, có trăng quên đèn. Chẳng qua là gì? Sao vậy? Hồi trước tôi có một lời thề. Tại vì gia đình của cô Điệp đó là rất là coi thường gia đình của tôi. Nói là không có cái gì môn đăng hộ đối. Cho nên tôi mới lập một lời thề là khi nào tôi lên trên thành phố tôi làm ăn được tôi mới về tôi cưới. Chứ không phải là cái chê của cô Điệp càng ngày càng già càng xấu đúng không? Không phải. Mọi người, giống như những gì mà chú Lan đã nói thì chú Lan sẽ không bao giờ thực hiện đâu. Nên hả, nghĩ là cô Điệp nên tìm người khác đi. Vậy rồi, giờ phần livestream của chúng tôi ngày hôm nay xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. Anh thấy không, con anh nó làm vậy nó không cho tôi giải thích rồi cộng đồng mạng người ta ném đá tôi. Anh Lan ơi đó nữa, tới công chuyện nữa rồi. Anh Lan ơi, trời ơi cô Điệp về đây hả? Đi ộc dính đầu đó. Anh Lan ơi, giải tán đó. Thôi thì thôi, con đi học luôn nha. Bye bye. Cái quán này giờ giống như một cái nơi để giải quyết cái công chuyện. Anh Lan em mới coi livestream. Anh nói em đi kiếm người khác là sao vậy anh Lan? Tôi nói hồi nào? Nãy Thấm livestream nói là bây giờ Điệp đi kiếm người khác đi. Bởi vậy đừng bao giờ mà lên coi trên mấy cái đó coi chỉ được có một khúc không à. Không có chịu coi từ đầu tới cuối. Em có coi mà. Tại vì Thấm nói là tại vì anh chê em già em xấu. Ai nói? Thấm ai nói chê già chê xấu? Cho nên là bây giờ em bắt chước Thấm nè, em làm tóc giống Thấm nè. Em trẻ trung vậy anh còn muốn bỏ em là tên Điệp. Ai chê già xấu bao giờ đâu. Điệp ơi là Điệp, em không có hiểu. Thứ nhất là tôi với em không có cùng đẳng cấp. Tôi mang một vết thương lòng. Em hiểu không? Khi một người đàn ông có một vết thương lòng rồi thì nó không bao giờ liền được. Anh Lan à, nếu như mà anh có một vết thương lòng, em sẽ dạch lòng anh ra. Gì vậy? Em giá nó lại. Thôi. Để nó liền lòng lại. Giờ phút này mẹ còn đòi giá lòng tôi nữa. Tôi không cần. Thôi mà anh đừng có vậy mà. Miễn sao là hai đứa mình yêu nhau là được rồi. Còn cái chuyện quá khứ anh hãy quên đi. Em đã nói là em từ má em từ gia đình em là em lên đây với anh rồi đó. Cả tháng nay rồi em toàn là nhắc má em không. Em không hề nhắc ba em. Mà chính ba em mới là cái người coi thường gia đình tôi. Ngày tôi bước qua nhà em, tôi vừa chào ba em một cái, ba em không nói một tiếng với tôi. Quay qua nhìn thẳng vô mặt ba tôi, nói một câu một. Tôi nhớ tới bây giờ luôn nè Điệp. Không bao giờ tôi quên được cái câu đó. Em còn nhớ ba nói câu gì không? Đi vô ăn cơm đi. Nhà tôi chết đói hả em? Hả? Nhà tôi đói khát gì mà vừa mới qua nhà em, ba em kêu là ba tôi vô ăn cơm. Anh sao á? Anh sao cái anh tự ái kỳ cục quá thiệt. Cái đó là ba em lo lắng cho gia đình anh, lo lắng cho anh với ba anh. Sợ là đi đường xa đói thì ta mời vô ta ăn cơm, người miền Tây anh biết mà. Nhưng mà gia đình em không coi trọng gia đình tôi. Ủa chứ sống sao mới là coi trọng? Em làm ơn cho tôi xin thêm một thời gian nữa để tôi phát triển sự nghiệp của tôi. Sau khi tôi công thành danh toại, tôi hứa với em tôi sẽ về quê dõng dạc đứng trước mặt ba em. Lúc đó ba em chỉ cần nói với tôi vô ăn cơm, tôi sẽ tự tin tôi vô tôi ngồi tôi ăn. Còn bây giờ hai bàn tay trắng nghèo, sơ sát nghèo. Không, em hiểu rồi, em biết rồi.
em nghĩ là do anh bị thiếu một cái gì đó. Anh thiếu cái gì? Anh thiếu một cái gì đó cho nên là cái người anh lúc nào nó cũng tự ti hết. Không, tôi không có tự ti, tôi rất là tự tin. Nhưng mà nếu mà em nói tôi thiếu, tôi thiếu cái gì? Anh thiếu một cái gọi là may mắn, đúng không? Từ trước tới giờ anh làm cái gì cũng không thành công là bởi vì anh thiếu đi cái sự may mắn. Và ngày hôm nay em sẽ mang cái sự may mắn đó lại cho anh. Ủa là sao? Em làm gì vậy? Trời đất ơi, lại đây. Ngồi xuống. Em đừng có nắm tay nắm chân trong quán. Trời ơi, rồi khách người ta vô người ta thấy nó có kỳ. Có gì đâu, đâu phải là chưa bao giờ nắm tay đâu, anh sao ngộ quá. Nè, cái này là em mua cho anh, mắc tiền dữ lắm. Mà cái dây này là nó đang hot dữ lắm đó nghe. Không phải ai có tiền mà cũng mua được đâu. Cái này là phải đặt hàng mấy năm trời mới có đó. Cái này là bản limited. Ai mà đeo vào thì sẽ may mắn trong tình yêu, may mắn trong công việc. Cái dây này mắc dữ lắm hả? Dây này mắc tiền dữ lắm. Nhưng mà thôi, tiền bạc đối với em không quan trọng. Nó đeo vô cho tôi có hợp không? Hợp chứ, em coi tuổi rồi. Anh đeo cái màu xanh lá này là hợp. Đeo vô. Đó. Kể từ nay về sau, may mắn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Tình yêu, sự nghiệp, tiền tài sẽ đến với anh mà anh cản không kịp luôn. Đeo chưa? Đeo rồi. Mình khoan gài lại. Sao vậy? Ra đây đứng. Rồi nhìn đi. Cái dây này không có hợp với tôi. Trời ơi, hợp. Cái dây này chỉ cần đem về quê, đeo vô cổ của ông ngoại em là hợp liền. Trời đất ơi, nghĩ sao mà bao nhiêu tuổi còn đeo cái dây này vậy? Cái dây này nó hợp, ai đeo cũng được hết. Anh phải đeo vô, anh mới mau may mắn, rồi anh mới mau thành công để anh về quê anh cưới em, hiểu không? Thôi bây giờ nè, để tôi, rồi, được rồi. Để tôi để đây, tôi sẽ đeo vô tay, nha, rồi. Ai mà lấy mất? Không có ai lấy được hết cái dây này, làm sao mà lấy? Bây giờ cầm cái giỏ, nghe lời tôi, cầm cái giỏ đi, cầm cái giỏ, nghe lời tôi. Đi đâu? Cầm cái giỏ, rồi. Đi thẳng ra ngoài bến xe, đón xe về dưới quê, đợi tôi. Cho tôi xin điệp 2 năm nữa, đúng 2 năm. Nếu cái dây này giúp tôi may mắn, tôi thành công, đúng 2 năm sau tôi về quê, tôi hỏi ý của ba má điệp nha. Vậy nha, điệp đừng ở đây nữa. Điệp ở đây tôi rất là khó xử. Rồi mọi người nhìn tôi giống như một kẻ bội bạc như vậy á, kỳ lắm. Nha, đi nghe lời tôi, về quê đi, đừng để ba má trông. Về quê làm tròn chữ hiếu với cha mẹ đi. Đi, lại nghe lời anh tôi. Đuổi em hả? Đi. Bây giờ em làm mọi cách rồi. Anh vẫn đuổi em. Đi. Anh đối xử thề bạc với em quên lắm. Đi. Muốn đi thì cũng phải để cho người ta vô, người ta dọn đồ chứ. Đi, dọn đồ gì tôi dọn sẵn rồi. Đi. Thì cho ta vô ta lấy đồ. Không cần lấy luôn, một lát tôi kêu thằng Lâm chở vali ra ngoài bến xe. Đi ra ngoài bến xe, mua vé xe trước đi. Em đừng không lên. Đi. Nếu như mà em không đi là tôi đi đó. Đi. Đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Em xin lỗi anh. Em mới ngoài đảo vô, em bị say sóng quá, em mắc ói. Anh ơi, cho em bán cho em đi nước chanh được không anh? Sao anh? Sao vậy anh? Sao anh nhìn em dữ vậy? Dính. Em xin lỗi. Sao em đẹp vậy? Dạ, cái này tại sao giữa chốn hồng trần này lại có một nàng tiên nữ xuất hiện như vậy? Anh khen em ngại quá. Thật ra là em ở đâu vô mà sao em ố lên người tôi? Xin tự giới thiệu với anh, em tên là Thùy Dương, Miss nước mắm Phú Quê. Quá dễ thương luôn á. Người càng xinh. Thì toilet trong này. Ê cha, trời ơi,
cái vòng tay này may mắn thiệt. Vừa mới có cái vòng tay là tự nhiên có người đẹp tới kiếm liền. Trời ơi, cảm ơn anh. À, Dương ơi. Dạ. Dương ngồi đây đi. Dạ. À, Dương bị say sóng đúng không? Dạ đúng rồi. Dương bị say sóng. Say sóng thì Dương phải đeo cái này vào. Ôi. Sao vậy? Ôi. Ôi. Ôi, anh ăn cắp của ai cọng dây này vậy? Ờ, Dương nói gì kỳ vậy Dương? Tại vì em thấy trên mạng đăng trên thế giới có một cọng này duy nhất thôi. Này là dòng phong thủy phải không anh? Trời ơi, cái đó là phản khoa học, cái đó là nó tào lao. Đúng rồi, đó. Em thấy đăng mà, đúng rồi nè. Cái đăng là cái dòng khác, còn cái dòng này á là nó chỉ giúp cho mình cảm thấy an tâm khi mình đeo, tại vì nó mắc tiền thôi. Nó đơn giản vậy thôi. Mắc tiền hả anh? Nhiêu tiền vậy anh? À, cái này thì khoảng chừng 26, 27 triệu gì đó. Nhưng mà tôi tại vì thực sự ra tôi ít khi nào mà tôi tặng đồ cho người mới gặp lắm. Nhưng mà do Dương á, tại vì Dương dễ thương, rồi Dương cũng đẹp người đẹp nết nữa. Mới vô tự nhiên mình có một cái sợi dây liên kết, không biết làm sao mà tự nhiên Dương ói người tôi. Nhưng mà không sao, kệ đi ha. Anh, rồi. Anh tặng em thiệt á hả? Tôi tặng cho Dương đeo mà. Trời ơi, sao anh tốt quá vậy? Dương định nhìn vô mắt tôi. Trong cái ánh mắt của Dương nó có một cái gì đó kỳ lắm. Mỗi lần Dương nhìn vô mắt tôi, cái tôi làm sao á trời. Tôi thích cái người phụ nữ mà có mái tóc vàng, rồi má bầu bỉnh, rồi gương mặt trắng, rồi tự nhiên trời ơi trời, chết tôi rồi trời. Mới vô đất liền gặp anh tốt dễ sợ luôn. Không phải người ở trong đất liền không phải ai cũng tốt như tôi đâu. Không, em nghĩ là ai cũng tốt hết trơn. Em nghe mọi người nói là trong đất liền ai cũng tốt, nhưng mà người tốt như anh lần đầu tiên em thấy. Tại vì một người tốt như vậy lần đầu tiên gặp người đẹp như vậy á, cho nên là trời ơi, Dương mỗi lần Dương cười tôi chịu không nổi thiệt á. Dương ngồi đi, Dương ngồi đi. Dương ngồi đi ha. À, nãy Dương nói Dương uống cái gì? Tua anh rồi. À, nước cam hay nước chanh gì cũng được hết anh. À, cái gì? Cái đó là cái gì? À, cam hay là chanh đúng không? Dạ. Đâu rồi nhỉ? Bây giờ rồi Dương à. Dạ. Quán của tôi á là bán rất là được á, cho nên là mọi người cái người mà lo về nguyên liệu á, hiện tại là nó đang bị thiếu đúng cái chanh với cam. Dương chờ tôi chút nha, để tôi pha một ít nước cho Dương. Trời, thực sự ra cái nước này uống rất là hay luôn nè. Đây là nước mê ly ngất liệm nha. Dương ngồi đây Dương chơi, Dương uống ly nước. Tôi chạy ra ngoài, tôi hái một ít cam với chanh. Mua ngoài chợ thì nó chưa có biết là nó có organic hay không. Dạ, cảm ơn anh. Tôi có một cái trang trại trồng cây gần đây, để tôi hái một ít cam chanh về. Dạ, cảm ơn anh, chủ tốt bụng nha. Đừng cười. Mỗi lần Dương cười là tôi... Đừng cười. Rồi. Ủa sao vậy anh? Sao quán rất ổn mà sao hai anh không ổn lắm ta? Trời ơi. Dễ gì đuổi tôi được trời. Chị ơi, dẹp cho em ly nước này đi. Tại nó mày mối á. Ghê quá. Tiền bằng ai mà sai được quá vậy ta? Với lại, ủa sao cái nến này có một cây trái, một cây không trái vậy? Chị thay giùm em cái nến đi. Để yên đó.
ngờ mặc qua da ngó bộ cũng được lắm mà đi ăn cắp. Ủa đâu, cái này là em được cho. Ai cho? Ai cho? Dạ cái anh chủ tiệm tốt bụng mới cho em á, mới tặng em. Anh nói là đeo cái này là em sẽ hết say sóng, rồi sẽ được phúc, rồi đẹp hơn hơn rồi gì đó tùm lum hết, là cầu gì được đó. Cái anh nào? Cái anh ở đây. Cái anh mà có tóc trẻ hai mái gì nè. Cái anh mặc cái áo bông bông màu xanh lá. Đúng 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 đúng. Anh ơi, anh mới đi ra ngoài hái chanh hái cam gì đó chị. Anh cho cô hả? Dạ. À trời ơi, nói chung em phải công nhận là anh dễ thương vậy. Ủa gì vậy chị? Muốn nói gì thì nói đi, đừng có đụng vô. Chị, món quà này là em được tặng, là giờ nó thuộc về em á. Đó là của tôi. Sao mà của chị được, anh tặng cho em mà. Anh tặng cho cô. Anh rất là dễ thương. Lý do gì anh tặng cho cô? Anh nói là lần đầu tiên á gặp một người đẹp như em. Nói chung là ảnh không biết nữa, mà ảnh nói là cái vòng này em đeo sẽ rất là tốt, nên chị trả lại cho em đi. Nhìn mặt là biết rồi, cái này rõ ràng là cái thứ trà xanh. Thứ trà xanh. Chị cướp. Chị hiểu lầm mà. Không phải Lan mới là cô đẹp. Chị Lan mới là cô đẹp. Đất ơi, biết ngày tôi nghe lời má tôi ở dưới quê luôn chứ rồi, tôi lấy cho ta luôn chứ rồi, tôi lên đây chi cho khổ vậy trời ơi. Tôi nói nghe nè, nín đi. Không. Con bé đó, nó xinh xinh, nó dễ thương. Không phải, nó như là em út vậy thôi, tôi ghẹo nó. Em muốn mắc gì tự nhiên cái dây em mua cho anh, cái anh cho anh ta, anh kêu em muốn. Tôi không thích cái dây đó mà. Anh biết nhiêu tiền không? Không chịu nói đâu, có biết nó giá trị cỡ nào đâu. Rồi cũng lấy lại rồi với bộ. Thôi nín đi, quan sát người ta. Mua cho đem cho người khác à. Khóc nguyên một ngày hôm qua. Trời đất ơi, cái gì khổ đâu quá mà. Rồi. Thôi nín đi, rồi giờ sao mới chịu nín. Kệ tôi đi, tôi khóc cho tôi khô nước, tôi chết luôn đi. Ơi thôi. Quán người ta buôn bán rồi. Nở lòng nào tính toán dữ vậy, rồi bỏ nó luôn hả? Đi. Mệt quá. Thì đâu có yêu đâu mà phải bỏ thôi. Không, đừng có bỏ, nó cũng là giọt máu của mình mà. Mà ba cũng được không? Nhưng mà bây giờ chưa có được. Con khổ quá. Nỡ lòng nào mà bỏ nó. Tình cảm của tôi mình mà. Thắm. Thắm ơi, con bình tĩnh, con nói cho cô chú nghe có chuyện gì với con. Cô chú giải quyết giùm con đi, phân xử giùm con đi. Con lỡ. Bực chạy đâu có gì vậy? Mày ra đây biểu mày. Gì không Lan? Ba anh em chơi với nhau mà mày làm chuyện thắm. Ba anh em làm ăn chung, mày ăn luôn con anh Út hả? Không quá có. Mất dạy rồi. Không có, không phải. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Hai đàn ông không có trách nhiệm chứ. Cùng nói cho chú Lan đi con. Giết thằng này mới được. Phải có trách nhiệm chứ. Nghe chưa? Trời ơi. Khổ quá. Trời ơi trời. Nè, con kêu chú tập kịch với con. Sao con nói với tao bậy bạ vậy? Thôi đi.
ơi, nếu tao bắt tao tập cái kịch vụ đó tao viết thoại đó nè. Tao bắt tao học nãy giờ tao không biết đâu mà. Tập cái gì? Nói gì chứ có biết đâu. Chú kỳ ghê vậy, con đang nói là tập với con để coi hai người này con biết hay không mà chưa gì hết chú khai rồi. Tập cái con chú bị quýnh sưng hỏ rồi tập cái gì nữa mà tập. Con dẹp đi. Cái gì ông Sầm vậy? Là sao không là hiểu? Sao không hiểu? Ba hai người này tập cái gì mà bây giờ con Thắm có bầu? Kể cho nghe chuyện này không? Trời ơi có bầu mà nó vui dễ sợ không? Trời ơi có bầu mà nó vui dễ sợ không? Nãy con với chú Lâm mới tập kịch chung nhau mà ra đâu mà hả cô Điệp với là chú Lan có tinh sái cổ luôn. Yeah, vậy là con này sưng mỏ luôn anh. Học được bao nhiêu mà cái này mặc đồ của ai vậy? Của em á. Mặc đồ như bà già vậy? Lấy của cô Điệp á. Tại vì biết sao không, con chuẩn bị thi tiểu phẩm nên giờ phải tập trước nè. Lấy đồ của cô Điệp nè, dễ thương ghê. Nó bắt tôi diễn anh nè. Dài của con á là bị hả chú Lâm chơi qua đường xong rồi có bầu mà chú Lâm nở lòng bỏ đứa con của con. Vô xin thầy cô đóng mấy cái giày bình thường được không? Đóng mấy cái giày nó có buồn á. Giày nó mới bi kịch, người ta mới thương chứ. À là mấy bữa nói mượn đồ cô là để đi thi kịch đó hả? Đúng rồi, cô chú thấy con nhập tâm không? Nhập tâm gì, cái đó là đóng kịch thôi. Còn ngoài đời là chú Lâm mày là hôm bữa đã có một mối tình duyên rồi. Hai đứa nhìn nhau đắm đuối rồi, nhớ chưa? Thôi đừng có nhắc nữa. Bực bội vậy, nhắc tới là ru khóc nữa. Kể nghe coi cảm xúc hôm đó làm sao vậy chú Vinh? Kìa, yeah, mới nhắc. Ngộ ha. Gì? Không phải cho tôi giao lưu chút xíu. Giao lưu gì? Hôm bữa là anh có đùa vui với em. Tại vì thật sự ra là anh thấy em giống một cái đứa cháu dưới quê. À, giỡn giỡn đồ này nọ thôi. Tại vì hai chú cháu hồi xưa cũng hay giỡn vậy. Thôi chú cháu này mà thấy con gái đẹp người ta tặng quà luôn mà chú cháu. Chú nó rồi. À, em cũng xin lỗi là em lỡ gây ra hiểu lầm cho chị với lại anh. Em cũng vô tình thôi. Tại em thấy cái món đồ của anh quý quá, em cũng thích nên em mới. Nhưng gái lứa gì là... đâu mà dễ dãi. Nhà ai gái cho... với nhà trai. Mỗi người ngồi một bên đi. Ngồi. Gái gì đâu mà ai cho gì cũng lấy hết trơn. Nói chung là hôm bữa cũng giải thích rồi, bữa nay quay lại giải thích nữa. Giải thích một lần là hiểu rồi, đâu cần phải tới đây chi nữa. Cho chị ly cam pha với chanh với mật ong nha. Cam pha chanh pha mật ong, chứ người ta không có uống nước ngọt. Cho em hỏi là em nghe nói là quán của mình sắp dọn đi chỗ khác làm đúng không anh? Ủa, ai nói? Ai nói kỳ cục vậy? Ở đây là tôi trả tiền nhà là một năm rồi. Ủa đâu? Cô chủ nhà đăng lên mạng á là nói là quán của mình sắp dọn. Cái tin nó cũ rồi. Đâu có. Cô nói là nếu như mà em thuê chỗ này nè, cô chỉ để lại cho em 20 triệu thôi một tháng. Ủa là sao? Là chị. Ủa bà, cái bà chủ nhà kỳ cục vậy? Là chị tới đây để mà thuê lại mặt bằng này. Dạ hả? Đúng rồi. Ủa, bữa con gái con bà chủ nhà qua là đồng ý cái giá 15 triệu và đã đóng tiền Một năm tôi đưa chứ ai. Con cũng thấy nè. Bây giờ bà cho thuê lại 20 triệu một tháng. Ủa là sao? Hợp đồng đâu? Lấy hợp đồng đó nói chuyện. Bà đền hợp đồng cho mình cái một cái gì? Đền có mấy tháng hợp đồng thôi là xong rồi. Thôi bây giờ mình là sao đâu? Không có tiền. Mà con bé này nhìn là dạng con nhà có tiền đó. Uống đi. Để con hỏi cho. Nó mà nó mướn là mình chết á, mình không có chỗ dung thân. Ai? Sao muốn hỏi gì? Chú hỏi cho. Hỏi hả chị đó coi đến từ đâu rồi tên gì vậy? À. Gia thế làm sao? Ừ. Mọi người muốn hỏi là em chân gắn lò xo hay gì vậy? Đây, bốn lò xo lần đây nè. Để em hỏi cho mọi người bất cười quá à. Thì mọi người muốn hỏi dạ. Em ở đâu tới và tên gì? Không ai hỏi tên luôn. Hỏi vô cái hợp đồng giùm tôi đi ông ơi. Hỏi cái vụ mà thuê 20 triệu chị. Mọi người hỏi thì em xin trả lời. Em tên là Thùy Dương. Quê em là ở đảo Phú Quý. Nhà em sản xuất nước mắm, nhà em có nguyên cái xưởng bự lắm. Mà tất cả mọi người dân ở đó đều đến đó làm cái xưởng của em. Là sản xuất nước mắm nguyên chất. Nước mắm gì cái màu lợn nhớt vậy? Dạ thì bình thường nước mắm người ta là màu đậm đặc, màu hơi nâu đậm đúng không? Còn em là nước mắm mới, thương hiệu mới. Và ở trong đây nè anh biết là
không còn mùi nước mắm nữa. Hả? Ê, nước mắm ngon nhất là có mùi nước mắm. Ừ. Mà bây giờ không còn mùi nước mắm. Không, cái này mình chưa phải thử mới biết. Mình rồi cũng... thôi. Dạ, bây giờ là... Lừa đảo. Đúng rồi. Lừa đảo chứ nước mắm không có mùi nước mắm, nước gì. Bây giờ nè, cô em mở ra uống nửa chai tôi mới tin. Nước mắm ai mà uống anh sao, cái này người ta mắm mới ăn cơm anh ơi. Nhưng mà cái nước mắm của em là bình thường á, có nhiều người không có chịu được mùi nước mắm, giống như người nước ngoài á, người ta đâu có nghe được, đâu có chịu được mùi nước mắm của mình đâu, nên em làm công nghệ mới là mất cái mùi nước mắm. Vậy đó có mùi gì? Chuyển thành mùi nước hoa. Ủa là mà chị này, lấy xịt được. Dạ đúng rồi. Nè mọi người ơi, mọi người nghe là thấy cái mùi lừa đảo đúng không? Đúng vậy, sặc mùi lừa đảo. Không, em nói thiệt. Không có chai nước mắm là trên thế giới mà mùi nước hoa hết. Không lẽ bây giờ mỗi lần muốn đi đám cưới là phải chạy ra tiệm tạp hóa mua chai nước mắm về xịt? Vô lý. Không, em nói thiệt. Mọi người ăn thử nước mắm của em đi, sẽ cảm giác hoàn toàn mới. Vị mới, hương vị mới mà. Ăn vô nói chung là chị nấu là anh sẽ nhớ. Thôi. Cái này là dạng như cha mẹ làm khổ cực á, cha mẹ làm thầy mà con đốt sách á, nói bậy bạ đó. Trời ơi, anh chị không tin, nhưng mà thôi, tin hay không thì cũng không sao hết. Nói tóm lại tôi nói cho cô nghe nè, cô gái, cô nên dọn đi chỗ khác đi, cái chỗ này nó không hợp đâu, 20 triệu là rất mắc. Không có. Tại vì á, cái cô chủ nhà nói em là tại vì cái quán cà phê này nè bán ế dữ lắm, không có khách, nên cổ đồng ý cho em thuê lại 20 triệu một tháng, em trả 5 năm luôn. Ủa, em nói em thuê nhiêu? 20 triệu một tháng mà em trả 5 năm luôn. Thôi, trời ơi trời, nó tốt rồi. Mắc cái giống gì mà cô không bán ở ngoài cái đảo của cô đi, rồi chui vô đây bán gì vậy? Tại vì em bị say sóng á, em không ở trong đảo được. Hợp đi. Bây giờ không cần nó biết nó bán nước mắm hay nước tương hay nước hoa gì hết trơn á, nhưng mà nó bước vô đây mà nó mướn 20 triệu 5 năm là coi như là mình mất chỗ. Không biết nó có lỗi không chị của nó, nhưng mà mình mất chỗ bán là mình bơ vơ. Giờ qua thương thảo năn nỉ làm sao mà nó đừng có mướn nữa là mình thành công. Thôi, nghĩ sao mà năn nỉ vậy? Làm lớn chuyện lên luôn chứ. Lớn chuyện là nó mướn luôn rồi mình ăn cám hả? Thái, bây giờ em nghĩ gì nè, làm sao mà mình bán vậy, cái cổ để thêm của bán thêm luôn mới được. Mình vừa lời được tiền bằng nhà mà mình còn bán được hàng nữa. Đây. Anh áo trắng, nghe nè. Ồ, gọi tôi hả? Dạ. Anh thuyết phục mọi người cho em thuê đi, rồi em thuê anh lại, em trả anh 50 triệu một tháng. Anh về đây anh quản lý cho em cái xưởng này luôn được không? Tôi không cần tiền đâu. Không cần tiền gì hết trơn. Anh thuyết phục mọi người giùm em đi. Để tôi đi thuyết phục cho nha. Ôi tự nhiên ở đây cái mặt thông minh lắm, tôi đi qua bển mà sân mặt ngu liền luôn vậy trời. Cho anh cái mùi nước mắm đó. Không có. Anh thấy em nói đúng không? Mình cứ bán cà phê, cổ cứ bán nước mắm, mình gộp chung vô tiền nhà mình đâu có phải đóng, mình còn lời thêm 5 triệu nữa. Trời ơi, cô bị sản rồi kìa. Cô lấy nước mắm của chấm như nước tiệm hoa. Tiệm cà phê á là bán kèm bánh nè, kèm trái cây nè, kèm đồ ăn nè, chứ không có kèm cà phê là bán kèm nước mắm mà nó sức như đúng rồi vậy chứ. Con nhỏ này bị tâm thần rồi. Mình phải mới anh, mình phải mới. Người ta chưa làm mình phải làm. Bây giờ không biết nó tỉnh hay nó mê, nhưng mà bà chủ nhà kêu nó vô tới đây là đúng rồi nè. Rồi nó nói nó mướn lại 5 năm. Bà sẵn sàng bỏ ra một số tiền, bà đền hợp đồng cho mình. Mình thuê có 1 năm chứ mấy. Cũng tại chú. Ngay từ đầu là tại chú. Tại sao? Chú tiếp người ta làm chi? Rồi chú này nọ tặng quà cho người ta. Cái rồi nhắc tới là nổi điên. Bạn vô bạn ói lên người tôi thấy bạn mệt. Thì tự nhiên tôi không biết lúc đó ai làm gì tôi nữa, thì cái đầu óc tôi bấn loạn tùm lum hết. Cả nhà ơi, mình họp gia đình xong chưa? Em nói với cô chủ nhà là em cho mọi người một tuần á, rồi mọi người cứ dọn dẹp thoải mái. Qua bển uống hết chai nước mắm đi, bên này ta họp xong. Chị Dương ơi, gia đình em bạn nhau vậy nè. Bây giờ không mấy á, chị để 1 năm sau chị mướn ngay ha. Tại vì gia đình em dù gì cũng lỡ nhưng trả tiền rồi. Dạ. Đâu có được, không có được. 1 năm sau là nước mắm của em nó bay mùi hết. Thôi bây giờ tụi tôi cứ bán cà phê vậy. Xong rồi cô Dương bán chung nước mắm luôn được không? Cái sao được? Trời ơi, vô quán cà phê tự nhiên cái có mùi nước mắm. Em cũng thấy cũng tội nghiệp mấy anh chị. Thì bây giờ em sẽ xin là lấy lại một góc thôi cũng được. Nếu mà bây giờ để mấy anh chị dọn dẹp đi rồi tiền đầu tư thấy cũng tội nghiệp, nên em sẽ lấy lại một góc thôi. Mà em sẽ trả một nửa tháng tiền nhà cho mấy anh chị. Nửa tháng là cũng tiền nước luôn 10 triệu á. 10 triệu á. Ủa mà sao con bé này tự nhiên ở đâu vô tốt vậy?
Mình đang có thời tới. Mình đang hên lắm. Anh không biết cái gì hết trơn. Mày thấy cái đẹp rồi cái mặt mày sưng lên hả? Em không có sưng, em ôm nhờ ôm nhách anh làm sao. Khoan đã. Trời ơi, đâu có ai dễ cho không ai. Đúng rồi, cái gì mà tự nhiên đến là tầm bậy tầm bạ không ai. Đừng có nghĩ xấu cho người ta mà thiệt á. Chứ cái gì mà dễ gì, tự nhiên có một góc mà chịu nửa tháng tiền nhà. Tại vì chỉ giàu thôi. Ta không có biết, hiểu không? Thôi, ta không có đếm xỉa mấy đồng tiền lẻ giống như nhà mình đâu. Ê, tôi thấy từ khi bà xuất hiện là cái quán anh từ lưa hết trơn đó nha. Lưa gì? Trời ơi, tôi là ân nhân của quán này nha, chưa trả tôi một miếng ơn nào hết mà anh nói vậy đó. Rồi vừa tới con nước mắm, nước bông gì nữa. Giờ sao mọi người không chốt lại cho người ta đi kìa. Mấy anh chị suy nghĩ xong chưa? Không, em đổi ý á. Không, không, bây giờ vậy nè cô ơi. Dạ. Cô nói là cô đặt cái gì ở đây? Em đặt một cái bục thôi, một cái bục đựng mấy chai nước mắm mẫu của em ở đây thôi. Rồi, tháng 10 triệu. Không, một tháng 10 triệu không chịu. Vậy gì? Cô nãy mới nói mà. Em muốn đưa 15 triệu. Con này nó có bị tâm thần không mày? Thời nó tới hơi quá không hay phải, sao? Phải 5 triệu đó là để dành cho anh áo trắng á. Mỗi lần mà có khách mà em chưa có ở nhà, anh tiếp khách giùm em. Ôi, vô. Đúng anh? Vô. À, tôi cũng biết tiếp khách có thể... Khỏi luôn. Anh ơi yên đó. Được chứ, được. Rồi, bây giờ vậy. Đồng ý, 15 triệu. Rồi, chừng nào bắt đầu khai trương? Thì em rảnh lắm. Bây giờ chỉ cần là em về đảo em lấy nước mắm mẫu em vô là em khai trương liền. Đồng ý, 15 triệu. Rồi có thằng em nó lo cho sắp xếp rồi tiếp khách. Bây giờ thôi về đi, về lấy nước mắm gia đình đi. Rồi ra đi rồi sắp xếp nha. Dạ, rồi. Dạ rồi. Rồi, cứ về đi nha. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Em làm việc ấy đi. Trời ơi, hên mày phụ á, nhỏ à, con gái tôi sắp xếp rồi. Nè, lo cho cô Điệp đi. Đó, giờ cô buồn luôn rồi kìa. Có thêm hả đối thủ mạnh tới đây rồi. Tôi bắn cho mọi người thử đi. Hả? Thử nước thơm không? Yes. Thử đi cô, người ta đằng nào người ta sắp làm chung với mình rồi. Mặt trời mùa đông 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.